Mình ở Valley Hill Grand John. Với lỗi ông nghe nè, xin lỗi sorry, Valley Hill Grand Minh nha. Thì hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cách để có skin chung mai gáp. Tại mình xíu anh em đang vô mai gáp. Còn anh em nào muốn tải mai gáp thì mình sẽ là một cái video hướng dẫn anh em tải mai gáp. Đây là skin của mình nha các bạn. Thì anh em cứ như thế này, xong cái anh em thoát ra. Thoát ra nha các bạn, phải thoát ra mới được, chứ trong chỗ là tao không được. Xong anh em cứ vô Google, anh em bấm là skin của mai gáp. Đây mình có sẵn luôn nè, các bạn bấm vô skin của mai gáp. Đây anh em, thì mình hay cơ tải xài skin trên cái ứng dụng này nè, skin của mai gáp Nova Skin nè. Bạn bấm vào đây đó, thấy cái hình không, Nova Skin, bấm vào chọn. Thì đây rất là nhiều skin. Anh em muốn của skin nào thì bấm vô cái phần trên này nè. Bấm vô skin Maya. Đại nha các bạn. Không biết có không nữa. Đồ gì cũng có nè. Sẽ bấm đại một skin bất kỳ nha anh em. Để sẽ bấm đại cho skin này đi. Đó, nó đang vô. Không dài dòng nữa, mình sẽ chỉ anh em luôn nha. Đây, anh em có thể coi sơ sơ khảo sát ở này nè. Đó, thì cái này rất là đáng nha anh em. Thì anh em bước xuống đây, thấy cái hình mà cái bàn máy tính mà có dấu cộng xuống không? Cái dấu rìu ngoặt xuống đó, bấm vô phần xanh xanh đó đó. Thoàn để mình thoát cái UX nè. Nên em thấy như vậy thì anh em bấm vô UX nè. Cái gì vậy? Thì anh em ơi, chúng ta đang tải về máy của mình. Đây, đó mình cứ bấm vô cái bộ sưu tập. Đây là skin của mình nha anh em. Vậy anh em cứ vô lại mai ghép. Nè đây là em của mình, chào các bạn đi mày. Chào. Nghe mình nói gì đó các bạn, vui tính lắm. Thì đợi xíu đang vô mai ghép hơi lâu nha các bạn. Đây, các bạn cứ bấm vô skin con Steve nè, bấm vô. Đã chạy nó đang vô. Xong các bạn bấm vô cái phần có nhiều người nữa các bạn. Bấm cái mục đầu tiên của mình luôn. Bấm mục đầu tiên này nè, đó biết chưa. Xong các bạn bấm vô cái hình này nè. Còn nếu các bạn chưa tải thì các bạn sẽ có cái hình màu trắng trắng. Các bạn sẽ bấm vô đây đó, nó sẽ chuyển về cái bộ sưu tập của các bạn là cái hình ảnh đó. Đó nè, các bạn thấy cái hình mà xinh xanh đầu tiên không? Đó, chia ra được mấy bộ luôn á. Đây, mình sẽ bấm vô nha các bạn. Thì nghe mình ra điện mẹ, đây có hai cái nè, cái bự cái nhỏ nè. Sẽ bấm cái bự nha các bạn. Đó, thì đây là có rồi nha. Đấy. Đó, bạn thấy đã không? Đó, thấy đã không? Rồi, tạm biệt các bạn nha. Bye bye.